Khi mà ông chồng tôi mà đi được từ ở Sài Gòn mà xuống bệnh viện đột quỵ này, đây là cũng một điều kỳ diệu. Trên một cái chặng đường mà dài là 4 tiếng đồng hồ, gặp lại cái người bác sĩ mà cũng đã cứu giúp chồng tôi trong cái 2 năm qua, thì đây cũng là một cái điều kỳ diệu. 2 năm trước nếu mà không có bác sĩ Cường thì chắc cũng ngày này cũng gần tới ngày giỗ của ảnh là 2 năm rồi. Vô bệnh viện thì khoảng một tuần sau á là anh hôn mê luôn. Anh hôn mê thì có người giới thiệu tôi đối với bác sĩ Trần Chí Cường. Nó search đại trên mạng là thấy số điện thoại của bác, mà mình không nghĩ là một người bác sĩ mà cái số lạ mà nghe vậy. Khi đó tôi đi là mặc bộ đồ bộ nha, tôi mang dép, tôi quẩy cái giỏ mà bệnh viện, ở trong bệnh viện mà tôi chăm chồng tôi, nói tôi là bán vé số á. Nhưng bác sĩ nhìn tôi mà bác sĩ vẫn đồng ý mổ cho chồng tôi, chứ không phải là mình nói là gia đình mình có tiền mới sẽ mổ không. Điều trị cho anh thì tôi sẽ cố gắng nha, nhưng mà cái xác suất cứu được là như là một vài phần trăm thôi, còn cơ may thôi, chứ không thể nghĩ là cứu được. Tại tắc thân nền mà nằm lâu lắm thì tôi không nghĩ là một người bác sĩ mà có như vậy mà người ta đồng ý những ca mổ cho chồng tôi. Mổ xong cái là đẩy vô hồi sức rồi bác sĩ Cường về luôn, cái tôi mới gọi điện thoại cái bác nói là bác về ca mổ thành công. Thì giờ nói tiếng Anh nha. Hey, wake up. What's up? Hey, wake up. Rất là điều kỳ diệu trong cuộc sống luôn á. 99% chết mà hiện nay ảnh đã đi đứng được, tự ăn uống được luôn rồi, tự mặc quần áo, tự đi cầu thang, là tự phục vụ hết cái bản thân. Đây là cũng là hả, rất là gia đình tôi rất là mừng. Nó hồi ông xúc động lắm, khóc luôn, huyết áp lên. Nói đi. Nói cảm ơn bác sĩ chứ sao? Tôi rất là quý trọng bác. Tôi đi tôi gặp ai tôi cũng giới thiệu. Có những người mà ở trong bệnh viện mà khi chồng tôi bệnh tôi cũng giới thiệu bác, mà tôi cũng gọi điện thoại cho bác nữa. Gọi điện thoại bác mà khi mà người ta nói là mổ 50-50, bác sĩ nói 50-50 thì cái người tôi cũng phân vân, thì tôi cũng nói nó không có bác sĩ nào mà nói 100%. Cứ 50-50 là mổ, nhưng mà chồng tôi thấy mổ là sống, và tôi thấy bác sĩ rất là người rất là có tâm. Tôi nghĩ khi mà mình bệnh á, không phải là mình có tiền, không phải là mình vô một cái bệnh viện giỏi, mà mình phải có sự hiểu biết, mà mình phải có sự tìm hiểu. Mình tìm hiểu cái bệnh đó, những cái bác chuyên khoa nào, những như thế nào thì mới cứu được mình thôi. Chứ không nghĩ là mình có tiền là mình sẽ sống đâu. Cũng như sau này khi mà cuộc sống mà cũng phải giới thiệu cho người này người kia, mình sẽ chia sẻ, người khác chia sẻ cho mình trong cuộc sống thì nó sẽ tốt hơn. Những khoảnh khắc của cuộc sống có nguy cơ vượt khỏi tầm tay. Khi bạn gặp say sẩm, chóng mặt, tê yếu tay chân, có thể là dấu hiệu của đột quỵ. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Natto Enzyme với thành phần Nattokinas từ Nhật Bản giúp làm tăng cục máu đông, tăng tuần hoàn máu, hỗ trợ trong các trường hợp huyết áp không ổn định, cải thiện say sẩm, chóng mặt, tê yếu tay chân. Natto Enzyme giúp ngừa tai biến đột quỵ. Nguyên liệu Nhật Bản. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.